Em là tâm sự ngọt ngào nhất của anh, bộ phim tình yêu thanh xuân đang được lòng rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam trong dịp cuối năm nay. Đây là một web drama ngọt ngào của IQIYI vừa lên sóng ngày 15 tháng 12. Phim kể về chuyện tình chị em Thanh Mai Trúc Mã của Đường Vi Vi và Lâm Nhiên. Cậu em Trúc Mã Lâm Nhiên từ nhỏ đã bị dị ứng với đường, một lòng theo đuổi chị gái Thanh Mai, Đường Vi Vi mê đồ ngọt. Tương tác cực dễ thương của bộ đôi chính chắc hẳn đã chinh phục rất nhiều khán giả trẻ tuổi. Còn bây giờ hãy cùng Thú Vị Cbiz điểm danh các diễn viên nổi bật tham gia trong bộ phim này. Đầu tiên không thể không nhắc tới nữ chính Đường Vi Vi do Thái Trác Nghi thủ vai. Thái Trác Nghi là một diễn viên ca sĩ người Malaysia gốc Hoa. Trước khi hoạt động giải trí, cô đã từng có một thời gian làm chuyên gia trang điểm. Năm 2020, Thái Trác Nghi được nhiều khán giả biết đến thông qua chương trình Thanh Xuân Có Bạn mùa thứ 2. Mặc dù tài năng không quá nổi bật giữa dàn thí sinh, song nhờ ngoại hình xinh xắn ngọt ngào, cô đã lấy được nhiều thiện cảm của khán giả. Cuối cùng, Thái Trác Nghi đã dừng lại ở vị trí thứ 25 chung cuộc. Bước ra khỏi chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2, Thái Trác Nghi đã phát hành một vài đĩa đơn cho riêng mình. Đáng chú ý nhất, cô đã có được vai nữ chính web drama đầu tay trong sự nghiệp diễn viên. Đây chính là vai Đường Vi Vi trong bộ phim Em là tâm sự ngọt ngào nhất của anh. Năm 2016, Thái Trác Nghi đã từng kết hôn với bạn trai người Malaysia ngay khi vừa mới bước chân vào làng giải trí. Đến đầu năm 2019, cả hai đã đường ai nấy đi sau hơn 2 năm chung sống. Được biết chồng cũ của Thái Trác Nghi là một thiếu gia nức tiếng tại Malaysia. Khi mới công khai mối quan hệ, hai người được đánh giá là một cặp đôi trai tài gái sắc. Đáng tiếc cuộc hôn nhân này đã không kéo dài được lâu. Cũng chính vì quá khứ đã từng kết hôn nên khi tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn mùa 2, Thái Trác Nghi đã bị nhiều cư dân mạng Trung Quốc buông lời chỉ trích, lăng mạ. Bỏ ngoài tai dư luận ác ý, Thái Trác Nghi vẫn luôn tích cực xây dựng sự nghiệp. Tới tháng 5 năm nay, Thái Trác Nghi lại lần nữa khiến cho cả showbiz xứ Trung xôn xao khi lộ khoảnh khắc tình tứ bên sau nam ăn chơi có tiếng Vương Đại Lục. Được biết, Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục quen biết nhau thông qua chương trình Bình Tĩnh Mà Yêu. Trong show thì cả hai đã được khán giả tích cực đẩy thuyền vì có tương tác rất ngọt ngào. Thái Trác Nghi sinh ngày 8 tháng 4 năm 1994. Cô sinh ra và lớn lên tại Malaysia. Sở hữu chiều cao 1m63, thuộc chòm sao Bạch Dương. Thái Trác Nghi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Thứ hai, nam chính Lâm Nhiên do Chu Dực Nhiên thủ vai. Chu Dực Nhiên là một nam diễn viên ca sĩ dưới trướng của Đồng Nhạc Ảnh Thị. Bắt đầu hoạt động giải trí từ năm 2017, đã từng góp mặt trong một số bộ phim như là Mau đưa anh trai tôi đi dùng cái, vai Vạn Tuế, Khi em mỉm cười rất đẹp, vai Ngải Dai, Những đứa con nhà họ Kiều, vai Kiều Thất Thất, Nhà của Tiểu Mẫn, vai Kim Gia Tuấn. Chu Dực Nhiên sinh ngày 22 tháng 11 năm 2000, quê quán Trùng Khánh, Trung Quốc, sở hữu chiều cao 1m82, thuộc chòm sao Thiên Yết. Thứ ba, Lê Tưởng do Từ Nhất Hàm thủ vai. Từ Nhất Hàm sinh ngày 10 tháng 6 năm 1995. Cô sinh ra tại Cát Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, sở hữu chiều cao cực kỳ ấn tượng 1m71, thuộc chòm sao Song Tử. Thứ tư, Cận Tử Xuyên do Từ Khải Lâm thủ vai. Từ Khải Lâm sinh ngày 8 tháng 9 năm 1992, quê quán Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, thuộc chòm sao Xử Nữ. Thứ năm là thông tin về Liêu Tuệ Giai trong vai Quý Hàm. Liêu Tuệ Giai sinh vào tháng 4 năm 1998. Cô sinh ra và lớn lên ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, chiều cao 1m66 và thuộc chòm sao Bạch Dương.